Dạo những ngày gần đây, trên vỉa hè của một số tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh, sầu riêng được nhiều người bày bán với mức giá rẻ đến bất ngờ, chỉ 30.000 đồng trên trái. Tại những điểm này, người bán trưng bảng quảng cáo rất to, ghi rõ sầu riêng rụng 30.000 trên trái bao ăn, nên thu hút rất nhiều người đi đường dừng lại tìm hiểu hoặc hỏi mua. Tại một điểm bán trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, một khách hàng tên Trương Hải Yến cho biết do đi đường thấy sầu riêng bán giá quá rẻ nên mua 2 trái về ăn thử. Nếm thử tại chỗ, chị Yến nhận xét sầu riêng ngọt, thơm, không bị đắng, nhưng khuyết điểm là hột to, cơm mỏng và nhão. Theo ghi nhận tại các điểm bán, sầu riêng 30.000 đồng trên trái được người bán để riêng một gốc, hầu hết trái đều bị nứt nên được buộc lại bằng dây thun để giữ cho vỏ không bong ra. Những trái sầu riêng này trông xấu, lép, ít muối, trọng lượng mỗi trái trên dưới 1 kg. Nhiều khách hàng ghé vào xem rồi bỏ đi, vì thực tế sầu riêng 30.000 đồng trên trái cũng không hề rẻ. Mua về chỉ ăn được 1-2 muối, thậm chí phải bỏ vì sầu riêng nứt vỏ, để lâu bên ngoài rất dễ hư hỏng, bám mùi đường. Trong khi sầu riêng nguyên dạng, trái đầy đặn, được người bán để riêng, bán với giá khoảng 50.000 đồng trên kg. Dù vậy, đây cũng là mức giá khá mềm so với vài tháng trước. Anh Đỗ Văn Minh, chủ vựa sầu riêng ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở dĩ giá sầu riêng hiện nay giảm sâu là do các tỉnh khu vực Tây Nguyên vào mùa thu hoạch trổ sầu riêng. Đáng kể nhất là tỉnh Đắk Lắk có diện tích trồng sầu riêng nhiều nhất. Do đó, nguồn cung sầu riêng trên thị trường quá lớn, dẫn đến giá bán sụt giảm theo. Hiện tại, giá bán sầu riêng loại 1 có giá khoảng 60.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg, loại 2 từ 42 đến 45.000 đồng trên 1 kg, loại 3 từ 35-40.000 đồng trên 1 kg, riêng hàng dạt chỉ từ 15 đến 20.000 đồng trên 1 kg. Loại này đang được bán nhiều ở lề đường.